Dạ, anh xin chào cô chú anh chị. Xin chào cả nhà. Hôm nay gia đình mình đổi món nữa. Đây được hai con cá lóc và con cá chê, hai cháu Khánh đem trên chú Bốn về. Bữa nay là mình hấp hành. Đó, cuốn bánh tráng rau sống nguyên liệu của cá hấp là gồm có vậy như vậy thôi. Được mớ bún mà mình cuốn chung với cá luôn. Em cũng xin mời cô chú anh chị cùng vào bếp với gia đình em nha. Nhiều cũng giúp. Cả nhà vô bếp nấu cho giúp chính ngủ. Sáng nào cũng sớm chị. Thôi sáng nhà chưa có chứ. Làm công việc nha là em đi tưới cây. Nắng quá nắng à. Hết mưa rồi. Em muốn đâu hết rồi. Dạ. Em về có cái cây trồng cũng sống rồi, nước cây lại nước trắng, hở một cái khó chết. Ôi, đậu bắp sâu không rồi, cắt bỏ mấy lá sâu bỏ quá, để nó ăn hết cho nguyên vàng luôn. Rồi hổm là mới lên phát tăng một không hay. Bữa nay cái nó hay có đậu bắp gà trái bông cái phụ lại. Đậu ăn dần là được rồi đây. Từ từ cái dấu này là đúng mình xào luôn nè. Ủa gà trái có trời luôn. Nhắc bỏ cắt. Nhắc cuốn luôn. Chú Tám trồng phổ qua nhận tốt quá ha. Đi chai chú Tám luôn. Nó hèo, nó ọt, cái củ thứ. Khô khan quá. Thấy hết phải không? Hết thèm canh phổ qua dồn chả cá rồi. Mình sắc mỏng quá, mình xào vịt luôn. Thì Tám chuẩn bị luộc củ hành. Hấp hành là mình hấp bằng hành luôn hả Tám? Tám cũng biết nữa, mẹ con hấp. Nói với hành là hành cái luôn ha. Cái này hành em sắp ra em coi. Hành ngon nè. Mấy ngày nay như gia đình mình ăn núm vôm thì hơi bị nhiều ha. Ăn mỗi ngày luôn ha. Có bởi vì nó thích ăn đó. Tới mùa nấm gom gì đó. Chắc tới mùa nó chịu rau, tới mùa nó làm gì. À, bữa nay mẹ mặc cái áo y chang như tuổi tiên thời trẻ ha. Hai mẹ con mặc giống giống mười mấy tuổi mà. Mười mấy tuổi quá hả? Mệt quá thêm, mặc áo cũng mất mặt đấy. Hôm nay hai mẹ con mặc áo màu hồng luôn. Hồng. Màu hồng nam tính. Chú Tám áo hồng luôn kìa. Bữa nay nghe chị Tám hơi tự tưởng. Đi lâu lốt. Lốt ơi. Lốt à, lốt á. Đi vô nhà, nó vô nhà, mới ra làm sao, đi ra làm sao. Nghe làm gì nó ngon nữa. Mình chiên xào, biết mở dầu ngán rồi. Sáng mới thấy sáu chiên cơm nguội ăn thôi, mới chiên mới dầu ngán. Thôi, sáu không có dám ăn cơm, bữa hôm sáu ăn cơm chiên, bữa sáu ở cổ vừa lên ăn không nổi luôn á. Ý là ăn chút nha, thà sáu sáng ngày sáu uống ly cà phê vậy mà sáu tới trưa sáu ăn được. Sáu chậm tiêu. Thì tính Tám bữa nay ngán mở dầu chưa? Tính Tám cũng vậy rồi con ơi, ăn ít đâu ăn nhiều đâu. Dạ. Ngán.
chút chút. Sáng thấy mới quất tô tô phở bò đây mà ngấy. Có đâu. Tám đi chợ tám mua rau cải một chút luôn. Quay xong mấy chiều tám ở nhà tám sẵn thiếu tám ăn. Xà chai, xà tử. Cả nhà ơi, bữa nay mình làm cá xong hết trơn rồi nè, giờ mình ướp cái gia vị nè, đường, muối, bột ngọt, hạt nêm, tiêu. Đây mình cho vô cái lặn mình massage nó. Rồi đây là hành tím với lại tỏi băm, cho vô luôn mình massage nó. Cho miếng dầu hào vô. Mình dầu quên chút nó xuống. Không, mình ta kêu bằng hành xám nha. Không có tím hả? Không có tím. Này cá hơi nhiều, hơi chai, nhiều nhiều chút. Hành tím là bên thêm 80 tím nè. Ủa sao cuốn củ hành nó mắm ra kìa vậy? Rồi mình thêm miếng nước mắm vô cho mình nó xa cho nó thấm cá. Cá này được bắt xa nha. Cá này được bắt xa. Cá quá trời bự luôn. Bên trên anh Tư làm gì mà được con cá này nè, anh cho nè. Mình khứa khứa vậy nè, cho mặt xa nó vô đây cho thấm con cá. Ôi giời, sao bữa nay bài dữ ha, bà luôn ha. Sao bài quá tí, thấy mặt cái quá trời. Giờ mình đâm rọt vô kịp, nên chưa có ớt vô, mình đâm ra mình ớt vô. Thơm á, gừng già nè, thơm. Giờ dầu nóng rồi nè, mình cho hành với mình thêm. Tiếng ngoài dưới đây thấy ít nói chuyện quá trời luôn. Ít nói chuyện quá trời, cũng là căng tiếng quá trời. Mốt bớt nhậu rồi nha. Không nhậu đâu con. Không có hàng tiếng. Chắc có tiền quá hàng tiếng. Giờ mới ngủ. Một hai khuya. Trời ơi. Hai chồng thức khuya lắm. Nó già lớn tuổi. Gần 2 giờ á. Đêm tâm sự. Anh Tám á cũng dậy 2 giờ khuya mới ngủ. Mình ăn nước muối nè. Mình cuốn mình ăn cà sắt lụa mới ngon nè, nó mềm. Bây giờ lát tắm lửa ra. Nó thơm. Cái này đâm nè. Cái đó đâm ớt vô. Hôm nay là mình đó. Cái đầu mình quăng lộn xộn nữa sao mình sắp ngay ngắn lại. Đúng rồi. Sao mình rửa nước ké này mình làm lộn xộn tiếp. Không có. Rồi giờ hành với lại gừng với củ hành rồi mình lót ở dưới xong bây giờ mình để cá lên. Ủa cái đó cái gì sao? Cái ruột, ăn ngon lắm, sao lấy lại sao ăn. Không ai ăn sao ăn. Không ai ăn sao ăn. Ô cái sửng này. Dù em bỏ chân chị ha. Đây giờ sao em ăn đó, chở đầu nó cho nó vừa. Dạ.
chỉ có mang thôi, nhưng cũng phải được. Rồi còn cái nước này là mình cho vô luôn. Tám mà tám không ăn cái vụ. Tám ăn cái vụ, còn tám ăn cái mình. Dòng để củ hành vô. Dòng dòng đây. Lên cho nó thơm. Có cái trê nè, nó gần cho nó thơm. Chưa ăn cái mày nghe thơm quá rồi, nghe thơm đấy, thèm. Còn cái gốc hành cái hồi nữa mình để vô sao? Cái gì năm chiếc phi hành có lửa sẵn là mình khỏi nhấm gì nữa. Mình bắt lên luôn rồi mình hấp. Bây giờ mình để vô đây mình hấp. Cách thủy á? Hấp cách thủy, hấp này hơi lâu. Bây giờ mình đẩy cái gì cười vậy? Tám mình và tám nựng hả? À, tám nựng trừ là biết rồi đó. Rồi mời mắm luôn chị ơi. Chị cá bước đi. Rồi đi đi. Mắm nấu để nãy giờ cho canh vô. Cá nựng có cần thắt hai lần nước quá. Cảm ơn cái này nước gì bởi vì nó nhỏ mà nước chanh. Năm cái quy rồi còn như mình có bỏ gói bầm sẵn nè cho vô luôn cho nó cho đều bán làm nước mắm là bá cháy nó cháy luôn rồi bá mình cuốn này mình nước mắm ngon lắm nó sạch bá cháy bá cháy bá cháy để cho nằm với baby nè. Bây giờ cá cũng vừa chín tới giờ mình để nấm cơm vô cho nó chín. Để nấm cơm sớm quá, à, nấm cơm sớm quá thì nó mềm nấm cơm hết không ngon. Ở giờ thơm quá. Chắc rồi đó. Xong rồi đó. Xong rồi đó. Rồi giờ mình để nắp lại cho nấm rơm nó chín. Bây giờ cá cũng chín rồi mình dỡ nó ra mình để gốc hành vô. Cái mình đậy lại cho nó hành chín vừa chín tới cái mình nhấc xuống là ăn được rồi đó. Rồi cho nó cái xíu nữa đi. Cho miếng hành phi lên. Đúng quá. Này xay mồi. Thơm quá thơm. Giờ cá hấp cũng đã chín. Em xin mời cô chú anh chị dùng cá hấp với gia đình nha. Mời cả nhà ăn nha. Con ngượng bầu dướng cũng ngon, mời cả nhà ăn cũng ngon. Rồi giỏi ăn con. Rồi chú Tám cũng mời cả đám em ăn cá hấp với gia đình nha con. Dạ. Rồi mời gia đình dùng luôn. Cuốn luôn. Này cuốn chán lạ nha. Cuốn dễ gì lắm. Cuốn dễ cuốn. Đồ đâu cải hôm trước là cuốn chán nó mềm à. Vô đây cho nó giòn, bún vô. Quá wow, hồi này cá quá trời. Này cá quá là cá nè. Wow. Tám ngồi gần ghẻ cá nó. Rồi rồi rồi. Tới rồi, tới dư rồi. Dư tới, dư tới. Sáu thích cái vuột rồi, sáng cái vuột rồi coi cái gai. Cái vuột nó nằm đâu rồi. Không biết cái vì mình để rồi. Lên đầy quá rồi nè. Okay, ăn rồi. Ăn từ từ tới, từ từ tới. Sao thích cái vụt ngon. Em thôi mấy câu hỏi chúng Tám ăn mất tiêu rồi á. Tiếng Tám không ăn đâu.
Cho nấm cơm vô. Thơm quá. Bây giờ ông nội cố nhỏ cố. Nhưng không bún ăn cơm không à? Thiên. Ăn cơm. Mà nó biết là không bún mà nó có cơm á. Hấp dẫn quá. Bây giờ người ta nói người sao cuốn dân y dân như vậy ha. Ủa nu thì mũi. Sao của vậy á. Uống nu thì mũi chết cha, nó banh luôn rồi. Chú ơi, hai cái bánh này gì đó, sao nó gầy dữ vậy? Cái mẹ của một cô không? Hai cái luôn. Quá. Hai cái sợ cắn đứt rồi anh. Không ăn, không nổi cố. Ngon quá, ngon quá trời. Dạ. Biết không? Cái nó bự mà cái em ốp mà mình như này mình đâu phải thợ đâu, ốp đâu có biết canh đâu thì nhắm chừng lại thì cũng vừa ăn hết chứ đó. Vừa ăn luôn, ngon quá. Chưa có mới chấm nước mắm rồi miếng nước rồi cả kịch sao quá ngon biết đường nào mà tỏ bởi vì kiếm nấm gom kìa. Nấm này con nấm này nấm này nó nấm nè anh thấy nó ưa nấm mà em mua để vô cho nó. Đâu năm. Lâu lâu lỗi món ngon rồi ừ. Con quả ngát. Sao gấp lên. Cái này là muỗng mút gấp dính qua. Chồng lũi, chồng lũi. Cái muỗng mút á. Con chén á, đồ con chén. Ủa, cái đó gì? Nè con. Nó nhắc mà. Anh cái này nó ở trển ở trong. Anh quay đó. Này nó vô đây ăn thì lát nữa bên cảnh nó no. No dạ. Nó ấp cái nhà. Này rồi. Trên 2 kg. Trên con cá lóc không 1 kg mấy rồi đó. Cá trê bự hơn nữa, cá trê bự hơn nữa. 2 kg một khi mốt. Hai cái kia mốt qua cái trê nó dai nè cô dặn cho nó dính xương không nó hai con hấp cái lóc chín trước cái trê nào hai tay chút thì đúng không có dĩ có để tay không giờ anh hai giờ thì ở trên ba khía chỗ ăn thì ăn ngay ăn nổi lên chảnh ăn không nổi cũng kỳ như con cũng vậy gì con vậy. Con mình khó bằng mai đấy mà con ăn đây phải ăn cho ngon được. Ăn ngon phải ăn no ăn no qua bên con ăn không nổi ăn con chia ra đi ăn no bên đây qua bên con ngồi ngơi khi đồ ăn ngon mà lên ngồi ngơi cũng nghe kỳ lắm khá quá chị thật. Bữa nay mình ăn món này bán xấu tính vô. Xấu tính là ngốn, 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 nhét nhét nè. Hay hành anh. Miệng dính qua, dính lại. Mặt trợn rồi trợn, chân rồi trợn. Đã xấu mà, cho xấu thêm hết ăn. Ăn này phải thế rồi. Không có bậm trợn là ăn không có đúng. Cá nhiều, tám, ít cá vậy. Cá nhiều không ngon đâu, cá nhiều lắm, trời ơi, con này thịt nhập dài. Trắng vô. Anh làm trắng này kẹo kẹo kẹo. Nguyên cục luôn. Đây cho con. Quá là cuốn rồi. Cuốn giống tám quá. Cuốn đùi. Dao. Em còn cuốn đùi nữa. Đem ngon rồi. Chắc chắc là do bánh tráng nó dai. Cuốn cái thịt ta. Bánh tráng mà anh để vô sao nó ướt nhẹt. Bể luôn. Hai miếng cắn vậy nó vừa hai miếng bánh tráng luôn nó bao mềm cá tới giờ này còn nóng cá
sao cá thế này còn nóng quá vậy nè. Dạ. Cá cũ. Nói ăn cá tới cá luôn nè. Quá cay luôn mày. Xay một. Nó đi có hộp gì không coi? Có. Gái ăn cơm vô nhiều nhiều vô. Năm nãy mấy cuốn rồi, cuốn mấy à? Ba. Cũng nói quá ha. Cá trê nó ngọt. Ừ. Tắm thấy không giống như cá chữ đồng mà đâu phải mà nuôi đâu. Ừ. Ừ. Cá trong mương á, trong mương dừa của anh Bốn á. Ừ. Dạ. Cũng dễ người thịt gà vậy. Nó dẻ mà nó ngọt. Ừ. Chứ cá chê nuôi mình ăn cái này nó có mùi gì á. Mùi giống cá chê vậy. Mùi cá trê. Cá trê ra mùi cá ta mà dữ. Này ăn này mắc. Ngốn rồi miếng rồi ngốn miếng ít đó chị. Ăn càng cắn càng lớn lời luôn. Hôm nay nóng còn càng tiếng luôn. Càng tiếng luôn hả? Biết làm sao em càng tiếng không? Nhà có hai chồng ở nhà em la anh tối ngày vậy tan tiếng. Cũng qua nếu vi hoàng làm nội cuốn cho cuốn gì mà vừa tính tám tám mà vừa tính tám hoa đài vô 80 ngàn lấy kè làm vòng dốc nội cuốn hay cắn cắn mà làm vòng nhắm trước đấy nội cuốn thì cuốn bán này nhộn dưới thì anh năm anh gọi nó bé rồi mình không có biết không ăn. Dưa leo giòn à, có dưa leo giòn giòn chứ không biết mà quên cảm thai là ai cảm thai khó đối cái da cá trê nó dài dài nó giòn giòn nó hình như cái ruột nó tan luôn vậy đây sao chưa thấy nè. Tại vì mình ăn chưa tới dưới, cũng vô thấy nằm bên. Em để bên với bên nào? Tan rồi, tan rồi. Đây vậy á. Đó chính giữa nè. Nằm thấy không? Thêm nữa. Cũng dở quá. Em mới cầm một đom. Kiếm gì em? Dạ, em chở qua. Đó. Để nó gắp cho nó. Bự dưới ha. Quá trời. Mày không chở cho nó quá trời bự rồi. Đây. Đó. Rồi. Đó gắp đó làm đi. Chở để con qua đây. Ừ. Bút nguyên bạch cho mày đã. Ôi. Vậy được. Nằm bút. Vô leo vô. Đây. Đó là mình cuốn là gọn nhất. Không gắt nữa. Quá ngon. Tại vì cái thêm 8 là cuốn gọn nhất nè. Cái cuốn gọn nhất còn 8 nhưng từ cái cuốn mà ngầm tay xuống là ngón tay. Cuốn gọn nhất luôn. Dạ. Chưa ăn được miệng rất mà lắm nè. quá mới khen bán buồn. Tắm đi nào. Tại nó hai cái bánh tráng nó dày á, mình ăn đâu đứt rồi thành ra nó phải dính theo vậy á. Không cái món này nó phải vậy đó. Chưa cắn là bể vậy. Con cá nó béo ngon hết luôn. Quá trời cá thịt. Đồ ào.
cái nước này là cái nước ngồi nước ngọt lắm. Rồi tìm thấy cái ruột rồi nè chị anh Năng ơi. Ồ, ở đây Phan hả? Thử thế gói sẵn cái mình để ra sẵn cái mình hả ấy chú thấy ruột cái luôn á. Mình quýnh hết trang này. Leo vô. Cần như vậy anh. Cần leo đi. Cần như vậy anh. Rồi cái ruột cá vô. Qua cái ruột bự. À dạ rồi một chơi một cuốn luôn. Này mới giữ nè. Mà mốt đặt nickname của cháu là sáu ruột cá. Quá rồi. Ăn cá nó bự quá trời thịt. Để dưới rồi nha. Ăn trên xì dưới nè. Ăn gù 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 luôn. Ngon. Tối nay cái bò tử anh Tám ăn cá anh mẫu ra luôn. Nhắc này cái mình nhai ngay đó giòn. Dai giòn giòn. Để nó sáng bên bò. Có chứ, em lấy cái kéo em nhắc mà. Cá không có cốc nhỏ nhỏ không tiêu. Cua nó béo. Cua Tám thì cái đầu cái tre này bự ra chứ Tám. Làm cuốn chứ Tám. À, cái này cầm cạp chứ còn cuốn gì nổi nữa anh Tám. À, cái năm bốn cuốn thôi mà thôi, ra thêm chào cuốn tháng năm đi. Thứ năm cuốn, năm cuốn. 8 phải 8 cuốn nè. Thứ mấy này mấy cuốn ha. Thứ 8 tới 8 cuốn. Thứ 5 thì 5 cuốn. 6 là 6 cuốn. À, cuốn thì mình giấy nữa. Nè. Cái này thịt quá trời thịt. Trời mình lên nè ăn anh nè. Ngon quá. Quá quá cái hột cá muốn no luôn mẹ nó rồi. Vậy cái hột cá quá trời bự á. Hột cá cỡ 110 gram. Rồi còn cụ của cá lóc làm sao? Dạ. Cá lóc á. Cá lóc đó. Cá trê đâu có. Chị đâu có lấy cá trê đâu. Một cá lóc. Còn kiếm một cụ cá trê nữa hả? Còn thắc mắc một cá trê nữa. Này hai người ăn cá không rau ra nên ta hết nè. Em ăn lắm á tại vì hai người ba người mà. Ba. Ừ. Nên có năm. Dạ. Hai năm mới rau được. Ừ. Đó. Cái cá chê mình nhai hoài, nó còn nó dai. Dai. Dạ. Cục này tới cục này luôn rồi. Dữ hả? Năm sáu bảy cuốn rồi. Kinh cuốn lâu ăn làm gì ngon há năm cuốn vậy. Có xương không? Có xương có con rồi. Không có xương có gai trong đó đó. Gà xương. Có cái gai trong có xương nồi nhận miếng nước đây nước chắc nồi nước luôn hai con cá chỉ ra có nhiều nước thôi đó nước quá ngọt luôn. Hấp chén nước này cũng như hấp chén nước yến bổ gì đó hả chứ vậy nữa bao nhiêu như chắc cái giọng hết luôn à. Quá ngon. Ai hấp cá đặc quá có tiêu rồi nha. Sáu á tiêu có gừng nữa anh phi rồi tiêu gừng nữa sáu ớt ngon cái luôn rồi chắc cái nấm nó ra rồi nước cá nó ra trụ hết nó nổi luôn. Hôm nay giờ hỏi biết uống hấp miếng hết nước cái sẵn này hết nó nổi hết nó nổi hết nó nổi luôn ngon. Tôm tiêu cà cài cái mùi tiêu có mùi gừng nữa nước cá này gà ngọt lắm. Cái này bà Quyền không có cuốn hả con? Dạ quá là ngon nước ngon lắm sóc.
leo. Nằm xong rồi. Xong. Để nướng. Chàng canh vô ăn con. Bữa nay ăn cá này không biết tới chừng nào mới nói thèm cá này nữa anh nha. Quá trời. Ăn tới tới cá luôn rồi. Ăn thì những mệt nên một chập rồi cái mình ăn tiếp. Dạ. Cái này á ăn giống như là mình em cuốn của cái cuốn thôi mà làm gì giống lô chạy với anh lăn dữ luôn. Giống hồi xưa như mình tắt đìa được với anh Tám. Này biết sao? Tại vì thằng Khánh nó giống như chắc ở đâu chạy cuốn tắt mương tắt đìa vậy nè. À, chứ còn đi mua dễ gì có cá được vậy chứ có đọc tới mình mua. Đúng rồi. Ăn cá đợt này từng lễ chưa dám nhắc cá. Quá trời luôn á kìa. Quá trời luôn. Nào không mặn nữa chứ. Tại giống như của nhà mình mới được ăn vậy chứ mình mua gì mà mua dữ vậy. Ăn cá cũng có 200 ngàn hết trơn. Ờ, chua cá bự lắm. Đó đó, dạ. Thôi hả? Đâu có thâu đâu. Đứng lên cho xuống. Đứng lên xuống ăn nữa chứ tám em. Giờ bữa ăn đạm bạc của gia đình nhỏ em đến đây cũng đã kết thúc. Thôi em cũng xin hẹn cô chú anh chị video kế tiếp nha. Bye bye. 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 Bye.